trong 72 tiếng đầu nó hoặc là 5 ngày đầu nó sẽ luôn luôn nó có một cái hiện tượng viêm nhiễm, viêm đó là viêm bình thường của cơ thể mình thôi. Bất cứ cái gì cũng vậy, ví dụ như em bị khi nó rách thôi thì em sẽ thấy trong vòng 3 đến 5 ngày đầu chỗ đó nó sưng hơn nè, nó nề hơn nè, rồi nó đau nhiều hơn, nó cảm giác căng tức, cảm giác căng rứt rồi sau hơn, và đầu tiên là cảm giác căng tức, đó là chuyện bình thường. Thì trong cái ngực mình nó cũng vậy, mình tạo một cái khoang, mình bỏ cái túi vô, túi là vật lạ, cơ thể mình nó sẽ phản ứng lại. Khi mình tạo một cái khoang đó, mình cắt vô thì đồng nghĩa đó là một chấn thương. Một cái chấn thương thì luôn luôn cơ thể mình nó sẽ có những tế bào, có những cái tế bào ví dụ mono rồi chỉ macrophage, mấy cái con đại thực bào nó tới ăn những cái gì mà làm tổn thương trong lúc đó, nó dọn dẹp không á, thì do đó nó luôn sẽ có cái hiện tượng như anh nói là nó thay đổi cái pH ở đó, nó thay đổi môi trường ở đó thì nước nó sẽ hút về đó, cho nên lúc nào nó cũng sẽ phù nề hơn, nó sưng hơn này kia, nhưng tự xuống không, nhưng mà không đau nhiều đúng không? Không đau nhiều. Vậy nếu mà cho đi lần ngược thì có đi lần ngược không? Nếu đau cái này đi lần ngược không? Làm được. Sẵn sàng đi đúng không? Giơ hai tay rồi ra. Em thấy đây. Không là đau, không đau như em tưởng tượng. Tức là trước khi mổ là nghe người ta nói là sẽ rất đau. Đau đau đúng không? Nhưng mà hầu như mình mổ xong rồi thấy cũng bình thường hết đúng không? Sau với mổ đẻ thì nó đau không? Sau cái lúc đẻ thì mình mừng nó đau bao nhiêu? Em để thường nên em cũng không bị đau quá. À thôi để thường thì nó làm nó chích cái này rồi. Để thường thì người ta tiêm cái sống cho em 10 phần tôm cua gẻ, thịt bò, rau muống 10 phần ăn 3 phần. Tôi nghĩ là một tháng ăn được 3 ngày. Thì mới ăn có vài ngày ăn thú vậy. Mấy ngày sau nhịn. Đó, cái quan trọng là đừng có dở tay đi nhiều quá, đừng dơ ngang nhiều quá. Đừng có hoạt động cái vai nhiều quá. Ok, ha, còn tất cả những từ cái biểu tay xuống này, tất cả những chỗ khác bình thường hết, không cần phải kiêng cứ. Em ngồi xe máy thì vẫn bình thường. Bình thường. Chạy xe đúng rồi, đừng cứ gồng tay chạy xe thôi. Đúng không? Khách qua nhiều lúc 3 ngày nó chạy xe máy tới đường băng, nhiều đứa nó đâu có xe cộ đâu. Rồi nó tự đi thôi mà, đâu có gì đâu, phải không? Nhưng mà mình hạn chế nó đó, tức là nó một cái cứng và một cái mềm, bữa trước giải thích rồi đó. Dạ. Cứng là cái túi, vậy mềm là những mô xung quanh. Đầu ti đó em nghĩ là chắc lâu hơn thì đạt đúng không? Cũng không sao, đu ti là đầu ti. Đầu ti thì có nghĩa là cái vùng đầu ti mình sẽ cẩn thận hơn chút xíu thôi. Rồi, okay. Đó, bây giờ á, một cái ngực nè, sờ vô, lấy cái tay tự sờ đi. Lấy tay này. Tay này sờ bên kia. Tay này sờ bên này thì cứ đủ cứ hờ, mình bóp bóp đi. Thấy mềm không? Mềm. Chắc là mềm. Rồi bây giờ bóp cái đó xong bóp cái bụng. Chứ cứ biết được cái bụng mềm chứ sao phải muốn mềm phải sờ sánh với cái mềm. Chứ mình không sờ làm sao mình biết cái mềm. Đúng không? Thì em thấy nó rất là mềm. Đúng không? Đúng rồi. Còn đương nhiên mình bóp vậy là nó đau. Nó tức. Cái chuyện đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà em thấy cái mô này nè, với cái mô này em thấy nó giống nhau không? Dạ vâng. Có nghĩa là nó mềm. Đồng ý không? Đúng. Một cái ngực á cứng hay mềm á sau này chứ bây giờ nó không có đúng. Nhưng mà cứng hay mềm, tư thế nằm mà mềm là ok. Sau này cũng vậy. Vì cái độ 1 với cái độ 2 bao xa, độ 1 khó biết rồi. Nhưng mà độ 2 ngồi mềm, nằm cứng. Hiểu không? Cho nên nằm mềm là ok. Nằm mềm là ok. Mà sao nó còn xuống nữa không anh? Nó xuống một xíu nữa. Đương nhiên em nhớ là bây giờ nó chưa, đừng bây giờ cái cực dưới nó chưa đâu. Như cái ngực của em nó tối thiểu nó phải gần 2 tháng cực dưới nó ok. Em hiểu không? Thì đó lúc đó nó cũng ok nha. Đó. Thì bây giờ quan trọng này anh, tại sao anh vẽ anh ghi rất là kỹ? Vì sao? Cái hậu phẫu cũng vậy, khi mình tất cả các em nó mặc áo định hình, trước khi mặc áo định hình phải dùng cái tay này để mình coi cái bờ dưới nó như thế nào, hai bên để mình căn chỉnh cái dây ngang của em nè. Khi em để dưới đây phải để dưới cái đường gạch ngang của anh nè. Dạ. Em hiểu không? Không được để nó đây thì thỉnh thoảng mình hoạt động thì cái dây nó có thể chạy lên chạy xuống, vì cái người của người già anh làm áp định hình là anh giữ cho anh không có phải siết chặt hay làm gì hết. Dạ. Khe này chắc chắn là siết, không có phải làm gì, không tuyệt đối đừng có ốp chặt quá để làm gì hết, thả lỏng ra cứ bợ vậy thôi nha, tự động nó vô nha, tự cái túi nó nằm đây rồi mà lấy gì nó không vô, chỉ cần giữ vậy nè, hai cái biên chỉ cần giữ vậy là được rồi. Sao vậy, em vẫn được tạo thêm bình thường ấy nha, tất cả mọi cái bình thường ấy nha, không có vấn đề gì đâu nha.